Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bản tóm tắt tiểu sử của đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Ngô Xuân Lịch sinh ngày 20 tháng 4 năm 1954, quê quán xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ngày vào Đảng: mùng 4 tháng 8 năm 1973, ngày chính thức mùng 4 tháng 8 năm 1974. Học vị: cử nhân xây dựng Đảng, lý luận chính trị cao cấp. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, Bí thư Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Ngô Xuân Lịch như sau. Từ tháng 1 năm 1972 đến tháng 7 năm 1973, ông là chiến sĩ tiểu đội phó, tiểu đoàn 14, sư đoàn 320, sư đoàn 308. Từ tháng 8 năm 1973 đến tháng 10 năm 1974, ông là tiểu đội trưởng, tiểu đoàn 14, trung đoàn 55, sư đoàn 341, quân khu 4. Từ tháng 11 năm 1974 đến tháng 10 năm 1978, ông là Trung úy, Trung đội trưởng, chính trị viên phó, chính trị viên đại đội, Đảng ủy viên, Đảng ủy tiểu đoàn 14, trung đoàn 55, sư đoàn 341, quân đoàn 4. Từ tháng 11 năm 1978 đến tháng 3 năm 1981, ông được phong hàm Thượng úy, trợ lý tổ chức phòng chính trị, sư đoàn 341, quân khu 4. Tháng 4 năm 1981 đến tháng 8 năm 1982, ông là thượng úy, học viên trung cấp, Trường Quân chính, Quân khu 4. Học viên Trường Văn hóa Quân đội. Từ tháng 9 năm 1982 đến tháng 7 năm 1985, ông là đại úy, học viên Học viện Chính trị Quân sự. Từ tháng 8 năm 1985 đến tháng 7 năm 1987, ông là đại úy, phó chủ nhiệm chính trị, phó trung đoàn trưởng về chính trị, bí thư Đảng ủy trung đoàn, trung đoàn 667, trung đoàn 779, sư đoàn 346. Quân đoàn 26, Quân khu 1, Đảng ủy viên, Đảng ủy quân sự tỉnh Cao Bằng. Từ tháng 8 năm 1987 đến tháng 1 năm 1988, ông là Thiếu tá, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn, Phó Trung đoàn trưởng về chính trị Trung đoàn 462, sư đoàn 392, Quân khu 1. Từ tháng 2 năm 1988 đến tháng 8 năm 1994, ông là Trung tá, trợ lý Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị, Học viên Học viện Quốc phòng năm 1992. Từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 10 năm 2000, ông mang hàm thượng tá, phó phòng, trưởng phòng công tác chính trị rồi phó cục trưởng cục tổ chức, tổng cục chính trị, học viện. Học viên hoàn thiện cử nhân tại Học viện Chính trị Quân sự năm 1995 đến năm 1996. Từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 4 năm 2003, ông mang quân hàm đại tá, phó bí thư đảng ủy, cục trưởng cục chính sách, tổng cục chính trị. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 11 năm 2004, ông mang hàm đại tá, ủy viên thường vụ đảng ủy, chủ nhiệm chính trị quân khu 3. Từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 3 năm 2006, ông mang quân hàm thiếu tướng, bí thư đảng ủy, phó tư lệnh chính trị quân khu 3. Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 11 năm 2007, ông mang quân hàm thiếu tướng rồi trung tướng, giữ chức bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu 3 học lớp nghiên cứu cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2006. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được chỉ định tham gia Đảng ủy Quân sự Trung ương. Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 1 năm 2011, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 2 năm 2011, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, mang hàm Trung tướng Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng, được chỉ định Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015, ông giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng tháng 12 năm 2011 và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 13, ông được thăng quân hàm đại tướng vào tháng 10 năm 2015. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, mang hàm đại tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, đồng chí Ngô Xuân Lịch là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Ủy viên Ban Các sự Đảng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, mang quân hàm đại tướng và giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của ông Ngô Xuân Lịch. Trên đây là thông tin về Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.